Nào, hôm nay anh em sẽ bắt đầu vào cái gradient. Thì cái công cụ đầu tiên mà chúng ta làm đó là chúng ta tạo ra một cái khổ giấy mới. Các bạn nhìn thấy khổ giấy mới chưa? Thì trong phần tạo ra khổ giấy mới thì các bạn nên chọn vào pixel cho mình một cái cho nó dễ dàng hơn, nhìn không ạ? Ở đây là 1890 nhân với 1417 và độ phân dài thì mình sẽ để là 150 cho nó nhẹ thôi. Đó. Mình sẽ chọn cho nó một giá trị là 800 và một chiều là 350. Okay. Cái background của mình là white và chế độ màu của mình là RGB và chế độ 8 bit. Các bạn nhớ này chưa? Sau khi bạn làm xong thì bạn đã có được một cái khổ giấy như này. Thì cái công việc như lần trước thì anh Khánh đã xử lý quá nhiều những cái thao tác để tạo ra một cái background nó có độ ngoài là đậm và bên trong là sáng. Thì bây giờ chúng ta học đến cái gradient thì nó sẽ rất là nhàn hơn cho các bạn. Nhưng tất nhiên tôi rất là muốn bạn phải trải qua cái giá trị đấy, bởi vì khi bạn trải qua đấy thì bạn sẽ nắm rõ được cái công cụ là vùng chọn M là gì. Và chúng ta đi đến đâu chúng ta chắc lên đấy, như vậy thì sau này thiết kế cái gì nó cũng giỏi. Bởi vì chúng ta là người mà nắm được cái việc mà linh hoạt giữa các công cụ. Bởi vì nguyên tắc của người thiết kế là phải linh hoạt giữa các công cụ thì bạn mới là người mạnh và người giỏi được. Chứ không phải là bạn thuộc công cụ đấy thì muôn đời không bao giờ giỏi. Nào các bạn nhìn này, nó cũng giống như cái câu chuyện là làm ra miếng bánh này. Vẫn là công thức đấy nhưng cái người nhào khác nhau, bánh ăn khác nhau. Nào các bạn nhìn này, thì cái công cụ gradient ở đây, trong đây nó rất nhiều trạng thái. Các bạn nhìn cái gradient chưa? Các bạn ghi đi, gradient được chia ra rất nhiều dòng. Nhưng gradient 1 thì nó sẽ chia ra, đó là giải chuyển màu từ đậm sang nhạt. Giải chuyển màu từ đậm sang nhạt. Bản này là CC 2015.5, bản mới nhất bây giờ. Chỉ có 2 công cụ thôi, bản của em là bản CC 15. Nó là hình mặt người. Của em là mặt người. Tôi tuổi thì lại là 2014. Nó còn bản thấp nữa. Tất nhiên, tại vì là khi mà người ta bảo rồi tôi khổ quen rồi, bây giờ tôi sẽ sướng lên một tí, ngày tôi sẽ sướng tí, một ngày sướng tí, thì sau này chúng ta sẽ làm rất là nhanh. Nào các bạn nhìn này, sau khi chọn vào gradient xong thì ở đây nó có mấy nguyên tắc như sau, là các bạn có nhìn cái này không ạ? Đây là cái giải từ đậm sang nhạt, thì chúng ta chỉ việc kéo từ trái qua phải nhé. Và tất nhiên trong quy trình khi kéo thì chúng ta nên giữ shift một chút xíu thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ thẳng hàng hơn. Ok. Thì đấy là giải chuyển màu. Và các bạn nhớ một điều rằng trên gradient ở đây nó có một tính năng đó là reverse. Reverse chính là cái đảo ngược cái giá trị gradient. Có nghĩa là em muốn đảo từ trái qua phải và từ phải qua trái thì đấy là cái giá trị reverse. Từ đậm sang nhạt, từ nhạt sang đậm, nó chính là cái đấy. Hiểu cái này chưa? Nhìn nhá, ấn vào đây này, các bạn nhìn hiểu cái này chưa? Thử nhá, cũng là chiều nhá. Anh kéo lại cho bạn cho một lần chắc chắn là kéo từ trái qua phải, được chưa? Như ấn vào đây này, reverse thì anh kéo từ đây thì màu đen lại nằm bên tay phải và màu trắng ở bên tay trái. Hiểu cái chữ reverse này gì ạ? Là đảo ngược để cho các bạn biết. Ok, xong chưa? Và nguyên tắc của gradient thì chúng ta cũng nhớ một điều rằng không bao giờ người ta được kéo từ trái qua phải như thế này. Không bao giờ được kéo gradient từ đậm gần với lại gì ạ? Sáng. Nhìn này, không bao giờ được kéo nhỉ? Không bao giờ kéo nhỉ? Không bao giờ được kéo nhỉ? Hiểu cái này chưa đã? Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Không bao giờ được quyền kéo gần như vậy. Đấy, các bạn ghi đi, lưu ý một cái, có nhiều bạn kéo như này đấy. Tôi nói cho các bạn biết luôn. Thấy chưa? Kéo này, nó có đâu đẹp đâu. Mà phải kéo từ trái qua phải như này. Được không? Trong quy trình khi kéo gradient thì các bạn có thể điều khiển tự do bằng cách là kéo từ trái qua phải, từ phải qua trái, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rất là dễ dàng, rất là dễ chịu. Các bạn có thể làm như này cho tôi. Thì như vậy thì cái phần mà chúng ta làm chủ gradient vẫn rất là tốt. Thì tôi đã nhắc kỹ cho các bạn là gradient thì nó sẽ có một cái nguyên tắc là khi kéo không được kéo từ màu đậm sang màu nhạt gần nhau, là đấy là cái điều kiện đầu tiên, được không ạ? Phần thứ hai, người ta cũng không bao giờ được chọn màu từ màu gì đậm chuyển sang màu trắng. Nguyên tắc không bao giờ được quyền dùng gradient là từ màu đậm chuyển sang màu trắng, trừ trường hợp đó là bầu trời. Tôi nói trường hợp là bầu trời nhá. Các bạn có thấy bầu trời người ta chuyển từ màu xanh sang màu trắng ạ, thì người ta lại ok, bởi vì chúng ta làm cho thiếu nhi có thể là làm cho mỹ phẩm hay làm cho gì dầu đậu thì các bạn hãy có một cái bầu trời về nền trong xanh, thì các bạn có thể dùng chiêu này được. Nhưng người ta sẽ không bao giờ làm background cho một cái banner hay là một cái gì đó thiết kế mà lại chuyển từ xanh sang trắng, bởi vì như thế màu rất là non. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Và nguyên tắc của trong gradient, người ta chuyển từ màu đậm sang màu nhạt, nó chỉ chênh 2 độ thôi thì nó sẽ tạo ra sự chuyên nghiệp cho một cái nền đấy. Hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì lúc này để muốn chọn được màu thì các bạn nhớ kỹ cho anh một tí, đó là cái cách mà tôi vừa nói xong. Thì bây giờ các bạn lưu ý như cái này nhá. Đây là từ trái qua phải, các bạn hiểu cái này chưa? Đây là bóng hình gì? Hình tròn, ok. Các bạn nhìn hình tròn nhá. Và bạn muốn rằng là màu đậm bên ngoài và màu trắng bên trong thì bạn chỉ cần ấn vào chữ reverse cho tôi thôi, thì các bạn sẽ thấy rằng ok. Và để muốn kéo đối với những dạng hình tròn này, tôi khuyên các bạn để ý cho tôi cách làm này. Ví dụ khi các bạn muốn tạo ra một cái background đẹp, ví dụ các bạn có thể làm cho giày thì thường thường người hay thiên về background đó là màu ghi và trắng. Thì các bạn nhìn cái này chưa? Tôi không bao giờ chọn màu đen và trắng nha, tôi sẽ chọn cái này là màu ghi. Ok. Thì các bạn nhìn này, sau khi đã có màu trắng này thì tôi ấn ok, tôi chọn này, tôi kéo này. Thế các bạn nha, cái background này, chỗ này là sáng nhất, chỗ này là hơi ghi, hiểu không ạ? Vậy thì một cái sản phẩm mà làm ghi, ví dụ như là làm những cái sản phẩm MacBook này dùng màu ghi như vậy, trắng và ghi nha, không có trắng và đen mấy đâu nha, các bạn hiểu chưa? Và tâm sáng thường thường anh Khánh hay đặt vào từ vị trí từ bên tay trái và kéo rộng sang bên tay phải, bởi vì nguyên tắc là logo sẽ đặt bên tay trái và nhìn sang bên tay phải. Đấy là nguyên tắc cách nhìn của người Việt Nam là như vậy. Cách nhìn của chúng ta là nhìn từ trái qua phải, chứ không phải là từ phải qua trái. Tất nhiên có những trường hợp này chúng ta có thể đặt là bên tay phải, đây là một trường hợp phá cách, nhưng mà các bạn phải làm ra sự khác biệt và đẹp hơn cái mà nguyên tắc cũ, thì như vậy bạn mới nên theo. Còn nếu không đẹp hơn thì thôi bạn quay trở về với cái cũ cho tôi một tí, như thế nó sẽ thuận mắt của người dùng hơn. Tất nhiên đấy là sự cảm nhận của bạn, bạn có thể làm ra cái mới được, nhưng nếu nó không đem lại cái giá trị về mỹ thuật, đem lại giá trị về tín hiệu thì thôi ok, tôi cho về đường cũ địa. Các bạn hiểu cái này chưa đó? Tiếp theo các bạn nhìn thấy cái này chưa ạ? Chúng ta sẽ kéo vào đây một chút xíu thì các bạn nhìn thấy ạ. Đây là các thuộc tính về cái hình mà chúng ta làm. Tất nhiên trong quy trình đấy thì các bạn có thể chọn vào noi. Để bạn nhìn thấy noi chưa? Ở đây nó sẽ có một cái trạng thái nhá, em nhìn này. Solid này để nguyên nha, nhưng mà ấn vào đây nó sẽ chia ra các nhiều giải cho em, và khi em kéo nha thì nó ra một cái biểu tượng rất là tốt. Ví dụ em nhìn này. Em thấy chưa? Nó sẽ tự ra một cái giải màu cho em và em được quyền lựa chọn. Cái này thì lại có một cái rất là hay, bởi vì sau này chúng ta sẽ tận dụng làm ánh sáng mặt trời cho đối tượng. Cái này dùng cho ánh sáng mặt trời. Hiểu này không đã? Ok, và các bạn nhớ một điều rằng để muốn tạo ra ánh sáng mặt trời đấy thì người ta sẽ dùng một chiêu rất là đặc biệt nhé. Các bạn nhìn này. Nhưng trước khi đi vào điều này tôi cứ nói tiếp vào cái giá trị này đi. Nào. Các bạn có nhìn thấy chữ noi không ạ? Solid thì trở về trạng thái đầu tiên được không ạ? Noi, các bạn nhìn này chưa? Thì bạn tích vào đây cho tôi một cái. Tích vào đây cho tôi một cái. Bạn thấy nhìn thấy trong suốt chỗ này chưa? Này như vậy. Và bạn có nhìn thấy chữ random không? Là ngẫu nhiên. Thì Tuấn là ngẫu nhiên, Tuấn là ngẫu nhiên. Đấy bạn nhìn thấy chỗ này chưa? Xanh và tím vàng nhá. Tuấn là ngẫu nhiên như này, Tuấn là ngẫu nhiên như này, Tuấn là ngẫu nhiên như này, được không ạ? Xong chưa? Thì để muốn xác thực được cái việc đấy thì bây giờ tôi sẽ có một cái giải pháp như sau. Tuấn vào Ctrl O. Tôi tạo ra một sản phẩm mới, có nghĩa là mình phải lấy một cái ảnh để mình ứng dụng xem nó có ra gì không đã, được không ạ? Tôi chọn vào phím E, tôi chọn vào thư viện ảnh, và lúc này tôi sẽ chọn vào cái ảnh cưới, và thường thường chúng ta sẽ chọn một cái background đi trong rừng chẳng hạn. Ok, đây rồi, các bạn nhìn này chưa? Tôi đã có một cái sản phẩm rồi, và tương tự như vậy thì chúng ta lập ra một đây mới. Bạn nhìn đây mới chưa? Lúc này bạn hãy chọn cho tôi một cái giá trị là các bạn nhìn cái này không ạ? Tôi ấn vào đây một cái, tôi ấn vào đây một cái, được không ạ? Rồi, ok. Nhìn này. Chúng ta có thể giảm hết cỡ cái này xuống đây. Chúng ta có thể giảm hết cỡ cái này màu đây, và chúng ta giảm hết cỡ cái này đi, thì các bạn có thấy nó trở thành đen trắng ạ. Bởi vì cái kênh màu này là kênh màu RGB, thì các bạn có thấy là tôi phân tích là màu RGB là màu gì rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta giảm cả ba thì có phải trở về đen trắng ạ. Và trở về đen trắng thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta tâm sáng đây thì các bạn nhìn này chưa? Đúng không em? Nhưng cái này các bạn chưa thấy ok lắm thì bạn ấn random lần thứ hai cho tôi, lại ấn ok, lại kéo tiếp lần thứ hai, kéo tới lần 3, rồi ok, bạn nhìn ạ. Đây. Ok, và cứ mỗi lần là bạn sẽ kéo nhảy được không ạ? Đọc dòng này mới xóa này đi ạ. Đấy, các bạn nhìn này chưa ạ? Và sau khi chọn xong này thì bạn được quyền sao, bạn có thể cầm đối tượng đó làm sao? Quyền mất, cần chọn Z lại. G, các bạn đặt vào đây cho tôi. Nhìn chưa? Lúc này chúng ta đặt như này. Đấy. Đây, những biểu tượng này rất là dễ, là các bạn sẽ đưa cho tôi một giá trị đó là hòa trộn overlay thử xem nó có ra gì không. Gì không? Đấy thì tất nhiên nó cũng chỉ tạo ra một cái tia giá trị như vậy thôi. Còn nếu vấn đề ứng dụng mạnh thì nó chưa thấy được ứng dụng mạnh lắm. Ok, hiểu cái này chưa đã? Nào vậy thì các bạn hiểu về cái gradient là tạo nền, vậy thì tôi có thể tạo ra một cái nền như này được không ạ? Đúng chưa? Rồi. Tiếp tục các bạn chọn vào phím G cho tôi. Trong phần G này thì ở đây nó có tiếp theo là cái bóng từ trên xuống dưới. Nhìn thấy không ạ? Các bạn có thể cầm và bạn kéo từ trên xuống dưới, nhìn không ạ? Đấy, bạn thích chưa? Tôi có thể tạo ra các loại nền khác nhau được. Ok. Tiếp theo các bạn có thể bóng mà chọn bóng trụ. Trụ tròn thì tôi sẽ chọn một cái màu đậm cho nó dễ nhìn hơn. Các bạn nhìn lên cái này chưa? Có nhìn này không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách nào, cách tạo điểm màu. Các bạn ghi đi cách tạo điểm màu cho gradient. Cách tạo ra điểm màu cho gradient. Để muốn tạo ra điểm màu cho gradient thì việc đầu tiên là các bạn sẽ tích vào cái giải chuyển màu của nó. Các bạn nhìn cái này không ạ? Thì trong phần này ở đây nó sẽ có những cái màu cho các bạn. Ví dụ các bạn có nhìn cái màu này không ạ? Màu xanh. Các bạn được quyền làm sao tích vào đây một cái thì ở đây nó sẽ có màu cho các bạn. Nhìn không ạ? Và tất nhiên tôi sẽ chọn màu bên ngoài là màu đậm. Và bên này tôi sẽ chọn là màu gì? Màu sáng. Ví dụ các bạn có thể chọn tím xanh này. Bạn nhìn nhận tôi sẽ chuyển từ xanh đậm sang tím. Đúng không ạ? Và tôi ấn OK thì ngay tức tôi đã kéo được một cái sản phẩm như sau, là tôi hay chọn cái giá trị là 1 và 2, tôi chọn bóng tròn, tôi kéo vào đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái nền của tôi trông sẽ rất là đẹp mà tôi không phải làm giống như là hôm trước thì chúng ta phải xóa nữa, đúng không ạ? Đặt tâm sáng bạn kéo nhảy thì bạn có phải là hôm trước có phải xóa không ạ? Thì bây giờ không cần xóa nữa, chúng ta có thể làm trực tiếp được cái này, nó rất là đẹp. Hiểu cái này chưa đã? Ok. Hiểu phần này chưa đã? Sau đó chúng ta sẽ chọn vào phím G thì các bạn nhìn này, trong phần gradient ở đây nó có một cái thuộc tính khá là hay, đó là bạn chọn đúng màu. Chọn đúng màu nghĩa sao ạ? Tôi tích vào đây một cái, các bạn nhìn tích một cái chưa? Thì đồng nghĩa với tôi tích cái điểm thứ hai này, tôi thêm màu thì đúng cái màu chỗ này kéo lại đây. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Và tôi muốn là cái màu tím này nằm xen kẽ chỗ này thì nhiều bạn phải tích vào đây và xem cái mã màu như nào thì không cần. Các bạn nhìn tôi tích một cái vào đây và tôi tích đen xen này thì màu nó tự lấy sang đây. Hiểu cái chọn màu chưa? Đó, cách chọn màu rất là đơn giản. Tiếp tục các bạn sẽ chọn ở đây, bạn lại tích vào đây và tiếp tục tích vào đây thì các là bạn nhìn đây. Thế các bạn có thấy là tôi chọn màu đan xen nhau như này dễ không ạ? Hiểu cái này chưa? Đấy, cách chọn màu này như vậy. Nhưng bình thường trong thiết kế người ta chỉ dùng rất là ít màu thôi, người ta chỉ chuyển từ 2 màu trở lên thôi. Như này là đẹp lắm rồi. Và các bạn nhớ một điều rằng là khi dùng gradient mà nhiều màu xanh đỏ tím vàng như này thì người ta chỉ dùng với nền trắng thôi. Các bạn nhớ chưa? Dùng với nền trắng. Hai này dùng với nền đen. Ok. Còn không dùng với nền màu, bởi vì như vậy thì nó sẽ không ok lắm. Và phần thứ hai là những cái loại xanh đỏ tím vàng này hay phục vụ cho những giá trị liên quan đến thiếu nhi. Các bạn thiếu nhi chưa? Thì như vậy nó sẽ rất là hợp lý, bởi vì nó tưng bừng hơn nhá. Chứ không phải chứ nào. Còn bình thường anh Khánh chỉ dùng một chiêu như sau, đó là anh chỉ chọn cái màu đó là màu đậm sang màu nhạt, và tất nhiên tôi sẽ chọn cùng tông của cái khách hàng mà tôi đang chọn, theo màu sắc, theo độ tuổi của người ta. Thứ hai, theo tông màu của logo của người ta thì thường tôi sẽ chọn như này. Màu không đặt lên đây thì nó sẽ bị rợ, tôi kéo xuống đây một chút xíu và tôi chọn màu cực kỳ đậm. Ok, xong một đậm chưa? Còn thứ hai tôi sẽ chọn màu này. Tôi chọn màu sáng hơn chút xíu, các bạn nhìn này chưa? Và lúc này tôi chỉ việc làm sao cầm máy kéo vào đây thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy tôi đã có một màu xanh sáng hơn và màu xanh đậm hơn. Hiểu cái này chưa? Hiểu cái gradient này chưa? Em mà không có chọn cái màu đấy là do cái bản của em. Có chứ em. Xong chưa? Vậy thì các thuộc tính của trên đây thì các bạn đã hiểu rồi, thì ở đây nó cũng có một cái thuộc tính là blend màu rồi Thu ơi, em lên trên một chút xíu. Trong quy trình khi bạn hiểu về cái tạo ra background rồi đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Vậy thì trong cái background thì là nhìn này, chúng ta ấn vào phím G. Thì trong phần gradient nó có một phần nữa, đó là các chế độ họa trộn của gradient. Thì cái này nó có một nguyên tắc như sau: một là bạn sẽ sử dụng trực tiếp, hai trực tiếp trên cái ảnh, hai là bạn sẽ tạo ra một layer mới để hòa trộn đối tượng dưới cũng được, nó cũng không khác gì nhau cả. Các bạn nhìn thấy không? Và tiện thể ở đây thì tôi sẽ lấy một cái nền cho các bạn xem. Tôi ấn vào Ctrl O và tôi sẽ kéo cho bạn xem một sản phẩm như sau. Chúng ta sẽ kéo một cái hình như thế này. Các bạn nhìn này chưa? Thì lúc này tôi sẽ chọn cho bạn một giải pháp, đó là từ một cái nền màu xanh và tôi sẽ chọn vào chế độ hòa trộn là thường là soft line. Soft line là giá trị hòa trộn là ám nhẹ. Các bạn nhớ một điều rằng là từ đây cho đến đây, nhìn chưa? Đây gọi là chế độ làm gì? Tối ảnh. Từ đây cho đến đây làm sáng ảnh. Cái chế độ từ đây đến đây làm tươi ảnh. Được không ạ? Thì soft line là một chế độ làm tươi ảnh nhưng mà dạng nhẹ. Ok? Thì các bạn nhìn này, tôi kéo từ trái qua phải, bạn thấy chưa? Bạn thấy cái, bạn có thấy cái tông màu của tôi nó xanh lạnh đi không ạ? Thì đây cũng là một cách, thực ra là cái blend màu, nó chính là cái giá trị mà các bạn hòa trộn. Nhưng đây là dạng cơ bản để các bạn có thể hòa trộn rất nhiều lớp khác nhau. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Cũng tương tự như vậy, bạn muốn chọn màu nóng hơn thì bạn có thể chọn màu nóng hơn, bạn có thể kéo từ trái qua phải như này đúng không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Và bây giờ tôi sẽ dùng chế độ overlay để cho các bạn biết rằng nó khác nhau chỗ nào. Thì tôi kéo trái qua phải, bạn nhìn nhá. Thì các bạn có thấy rằng là ở đây nó vẫn bị tuân theo một cái giá trị là từ gì? Màu đỏ bên này không ạ? Sau đó màu gì ở giữa? Nâu ở giữa, và màu bên này là màu xanh lá cây không? Thì cái chế độ mà hòa trộn trong một đối tượng, hòa trộn trong một đối tượng ảnh thì nó vẫn bị theo nguyên tắc là đi từ trái qua phải theo cái gradient đúng không ạ? Thì bây giờ tiện thời thể tôi sẽ nói cho cái việc là cái gradient đấy nó khác nhau ở chỗ gì so với cái gradient trong map. Nó khác nhau chỗ nào các bạn ghi đi, sự khác nhau giữa gradient và gradient trong map. Lúc này chúng ta sẽ chọn một cái màu và chúng ta đi từ trái qua phải, ví dụ như này, các bạn nhìn chưa? Bạn có thấy nó vẫn là xanh đỏ tím vàng không ạ? Đúng không ạ? Rồi các bạn có thể chọn một cái màu đó, ví dụ như là chọn một cái màu bạn nhìn nhá, nó vẫn thế đúng không ạ? Ok, F12 này. Thì các bạn nhìn này, đây là cái chế độ mà chúng ta dùng trực tiếp cho cái ảnh. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nhưng bình thường anh Khánh hay dùng một chiêu như sau, đó là anh Khánh tạo ra một layer mới. Và tất nhiên tôi đổ một cái gradient như này đúng không ạ? Thì các bạn có thấy là gradient tôi làm một lớp riêng ạ. Và sau khi đã lớp riêng thì tôi được quyền hòa trộn, cái này nó khác gì nhau đâu ạ. Tôi dùng overlay. Thì các bạn có thấy là hai bên là màu gì? Cam, ở giữa là màu vàng, nó vẫn đi theo nguyên tắc đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ lập ra một cái giá trị thứ hai. Các bạn nhìn này. Tôi tắt bỏ cái này đi. Tôi tạo ra một giá trị thứ hai cho nó. Nhìn này, ở đây tôi sẽ có một gradient map. Thì cái này nó khác so với cái giá trị kia là nó tự tạo ra một cái sản phẩm, đó là mặt nạ. Các bạn nhìn, tạo ra một cái mặt nạ chưa? Là không liên quan đến cái ảnh. Các bạn có thể thấy rằng là nếu bạn làm sai, bạn có thể được quyền vứt cái này đi. Được không ạ? Vứt bỏ cái này đi. Hoặc các bạn có thể áp dụng cái cho cái gì ạ? Các bạn cũng không thích cái này nữa thì bạn có thể dùng theo kiểu như này này. Các bạn nhìn này, ở đây cũng có adjustment và chọn vào gradient map. Cái này được gọi là áp dụng trực tiếp cho ảnh, còn cái này được gọi là áp dụng trực tiếp cho gì? Mặt nạ của ảnh. Các bạn hiểu cái này, một cái này áp dụng trực tiếp cho ảnh và một cái này tự tạo ra mặt nạ, thì chúng ta có một cái lợi thế là tôi không thích thì tôi vứt cái mặt nạ đi. Còn ông kia thì áp dụng cho ảnh thì ông làm sao chỉnh được nữa à? Đúng không ạ? Vậy nên là cái này được gọi là áp dụng cho mặt nạ. Thì các bạn nhìn này, trong cái phần map này nó có một cái thuộc tính như sau, là các bạn tích vào đây cho tôi một cái. Thì ở đây cái vùng shadow chính là vùng màu đậm, cái này là highlight, là áp dụng cho vùng màu sáng. Các bạn nhìn nhá, Thì cái này nó khác nhau ở chỗ là cái khi mà bạn chọn một tông màu, ví dụ tôi chọn màu xanh, bạn nhìn tông màu xanh nhỉ, thì ngay lập tức cái giá trị màu đậm nó sẽ ám vào những khu vực màu đậm của đối tượng này. Nó khác là cái gradient kia là nó chuyển từ trái vào phải, đúng không ạ? Còn ông này là những cái đối tượng màu đậm thì sẽ ám vào khu vực màu đậm, thì vùng đó là vùng gì, bóng tối của đối tượng ảnh đó. Còn những cái khu vực màu sáng này nó sẽ ám vào khu vực màu sáng của đối tượng ảnh, đúng không ạ? Các bạn nhìn này, tôi chọn màu vàng thì có phải các bạn có nhìn thấy mặt cô gái là màu vàng không? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Đấy, thì cái này nó khác chỗ là cái này nó ám vào khu vực đậm nhạt của cái ảnh, còn cái kia thì lại áp dụng là đi trên ảnh là vẫn theo từ giải qua trái. Ok, hiểu cái này chưa đã? Và tất nhiên sau khi làm xong thì bạn nên lưu ý cho một tí là bạn nên dùng cái chế độ fill, chế độ fill để giảm nó đi, để bạn tạo ra một giá trị này, ám màu như thế nào để cho nó đẹp. Bạn nhìn chưa, cái sắc thái nó màu lạnh đấy, có thể là tạo ra màu lạnh cho đối tượng, nhưng theo cách gì? Theo cách là dùng gradient map. Còn tất nhiên nếu mà bạn dùng cái gradient này cũng được, nhưng mà này bạn phải là dùng sao, nhưng mà lại không theo được cái độ mà bạn muốn. Bên này nó vẫn là sao, đi theo cái tông màu của em, hiểu chưa? Hai cái đó là sự khác biệt nhau, là một cái là ám trực tiếp từ cái giá trị là đậm nhạt của cái ảnh, và một cái là ám đi theo gì, giá trị từ trái qua phải của gradient. Thì thường thường là gradient sẽ không bao giờ tốt bằng cái này. Tôi đang dùng cái này nhiều hơn, hiểu cái này chưa đã? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở về cái gradient một tí, là đây là chế độ hòa trộn của đối tượng. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Cũng tương tự như vậy thì ở đây nó có lệnh opacity, chính là lệnh trong mờ của gradient. Nghĩa là sao ạ? Bây giờ tôi sẽ vẽ ra một đối tượng nhé. Các bạn nhìn lên đối tượng layer chưa của tôi nhé. Các bạn nhìn lên layer cũ chưa? Tôi có thể áp dụng một cái giá trị gradient cho nó bằng 50% thôi, bằng màu vàng. Tôi kéo như này thì có phải bạn có thấy một cái nước màu vàng đèn lên hình không? 50% á. Còn nếu mà em đặt 100% thì sao ạ? Thì các bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy gì hết. Tôi kéo vào đây, các bạn có nhìn thấy gì không ạ? Thì cái này rất là dễ hiểu thôi. Hiểu cái này chưa? Rồi, vậy thì cái tác dụng đầu tiên tôi đã nói cho các bạn đó là tạo ra background rồi, đúng không ạ? Đúng chưa? Và chế độ thứ hai là các bạn sẽ dùng chế độ đó là hòa trộn về màu, đúng không ạ? Blend màu cho cái ảnh. Thì blend màu tôi đã vừa so sánh cho các bạn xem, đó là về cái chế độ gì ạ? Đây ạ. Cái blend màu nó có hai chế độ. Một là bạn tạo ra một layer mới và bạn dùng một phím G. Bạn hãy chọn cho nó một cái tông màu theo ý đồ của bạn. Bởi vì có nhiều người đấy thì người ta hay là thấy rằng là khi thiết kế là tôi thích là tôi đang dùng tông tím, thì tôi thích là cái hình của tôi phải là hơi ánh tím một tí. Tất nhiên đừng quá độ, bởi vì quá độ như thế thì bạn sẽ thấy là nó bị lệch tông, hiểu không ạ? Thì thường thường ví dụ tôi tông tím thì tôi hay dùng chế độ như sau. Tôi sẽ chọn một cái màu tím chẳng hạn như này, ok, và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái màu tím thứ hai. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Và sau khi làm xong tôi sẽ kéo một cái giá trị từ trái qua phải. Và sau khi mà dùng hòa trộn này, người ta hay dùng chế độ đó là chế độ short line. Tại sao lại dùng chế độ short line mà không dùng overlay? Bởi vì short line là chế độ hòa trộn gì, ám nhẹ, người gọi là ám nhẹ. Con em trên đi. Các bạn nhìn thấy short line chưa? Ám nhẹ nhá. Thì anh hay dùng cái này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nằm, các bạn hiểu chưa? Và tôi hay dùng chế độ short line để tôi làm sao ám nhẹ. Và để muốn cho nó nhẹ một chút xíu nữa thì bạn có thể dùng chế độ đó là fin. Tôi sẽ giảm một ít xíu như này thì các bạn thấy là tắt bật thì nó xem sao. Em nhìn thấy đang lạnh nó hơi tím một tí. Và như này, nhưng khi làm cho sản phẩm bạn đừng quá độ cái này, bởi vì nếu quá độ thì cái màu sắc sản phẩm của bạn nó sẽ không đúng nữa. Và không đúng nữa thì đôi lúc khách hàng người ta sẽ gây một sự phản cảm khi người ta chọn sản phẩm của bạn rồi. Bởi vì người ta mua một sản phẩm nó phải đúng màu chứ không là theo cách của các bạn được. Nhưng có bạn nào đây trường hợp mà ví dụ chúng ta làm sai thì chúng ta có thể nói một cái trường hợp như sau là thực ra là do cái chế độ màn hình của máy của em nó hơi bị sai một chút xíu. Mỗi máy đâu chế độ. Đấy là cái cách nâm nếm cho cái việc mà bạn làm sai màu thôi. Bạn hiểu cái đấy chưa đã? Chứ không đến lúc mà bạn bảo là bạn treo đầu dây bán thịt chó thì đấy là việc rất là người ta khó chịu đấy. Người ta mua một sản phẩm ví dụ như một cái túi xách. Cái túi xách đây là màu tím nhưng không phải là màu tím hơi ánh như vậy thì các bạn chết rồi đấy. Nên tại sao người ta phải chụp ảnh rất là tốt, nên tại sao phải sinh ra những cái ông mà đi chụp ảnh cho sản phẩm là vì thế đấy. Cho một cái studio nhỏ xong người ta chụp những sản phẩm đó và người ta đi làm có quảng cáo thì rất là đẹp. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Tất cả những giá trị trên mạng người ta đánh đầu tiên là phải bằng ảnh đẹp đã, ảnh phải sắc nét đã, được không ạ? Đúng không? Và phần thứ ba là cách thiết kế và đưa cái nội dung của bạn một cách hợp lý nữa thì rất là tốt. Và tất nhiên đưa cái nội dung đấy thì nó phù hợp như nào thì lại tùy thuộc vào cái chế độ đó là phòng marketing đưa ra các chiến lược, đưa ra các chủ đề để cho các bạn thiết kế làm sao cho nó bắt mắt với những cái nội dung đấy thì sau này các bạn thiết kế nó mới oách được. Và để muốn có những người bảo là em cũng chưa biết cái đấy thì tóm lại là chúng ta nên đi học rất nhiều đối thủ của chúng ta, bởi vì khi mà chúng ta search ra thì có những đối thủ có những cái ý tưởng rất là hay thì chúng ta nên học hỏi những cái đó. Và sau đó thì cái đấy có thể biến tấu thành một cái khác. Ví dụ hôm nay em làm cho đồ án thì ngày mai em có thể làm cho máy tính được, nhưng nó sẽ khác nhau về câu từ một tẹo thôi. Hiểu cái này chưa? Và khi mà chúng ta đi xem nhiều những cái banner đấy thì chúng ta rút ra một cái là tại sao chúng này có những cái chiến dịch giảm giá này hay thế, đúng không ạ? Đấy thì các bạn nên suy nghĩ việc đấy thì sau này bạn làm về mạng nó cũng tốt hơn nha. Vậy thì cái giá trị đầu tiên là tôi tạo ra background, giá trị thứ hai tôi tạo ra cái giá trị đó là hòa trộn về màu, được không ạ? Và bây giờ giá trị thứ ba là làm mặt nạ cho ảnh, các bạn ghi đi, làm mặt nạ cho ảnh, làm mặt nạ cho hình. Tại sao là mặt nạ cho ảnh thì lúc này chúng ta sẽ có một cái chiêu thức như sau là tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào đúng cái ảnh đó. Các bạn nhìn này, ở đây tôi đã có một cái ảnh sẵn rồi, các bạn nhìn này không ạ? Và bên này tôi cũng có một cái ảnh như bình thường như này. Đây các bạn nhìn này chưa? Tôi sẽ lấy toàn bộ cái ảnh này sang bên kia bằng cách dùng phím V tôi kéo sang, rất là dễ dàng, tôi kéo lên đây các bạn nhìn ạ. Và tất nhiên là ảnh to quá thì tôi sẽ dùng lệnh là Ctrl T để tôi thu nhỏ lại hình đối tượng hơn. Nếu mà các bạn có thể đặt cô gái này bên này thì bạn đặt như này. Còn nếu mà bạn đặt bên này thì sao ạ? Thì chúng ta phải ấn vào Ctrl T và lại chuột phải. Ở đây nó có horizon là theo chiều nằm dọc và vertical là theo trục nằm ngang, lật đối xứng theo trục nằm dọc và lật đối xứng theo trục nằm ngang. Bạn ấn vào đây thì lại quay trở về. Ok. Bạn làm nào để cho thuận mắt thôi. Đúng không ạ? Có những người này cũng là một chiêu đấy nhưng tôi lật này thì cái cảm giác về ảnh nó đã khác nhau rồi. Em có thấy ạ? Nó khác nhau lắm. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể dùng một chiêu thức này. Và tôi lại nói lại là tất cả những đối tượng nào là ảnh thì bạn phải làm sao ạ? Bạn phải chuột phải vào cho tôi và chọn vào Convert Smart Object. Bởi vì làm sao? Nó liên quan đến những cái form lần sau bạn muốn thay ảnh thì bạn chỉ việc làm sao? Tích đúp vào nó và thay một ảnh mới thì chúng ta đã có một bản thiết kế mới rồi đấy ạ. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Những cái gì là ảnh cần được thay thì chúng ta phải Convert Smart Object. Ok? Hiểu cái này chưa? Sau khi đã làm xong thì bây giờ người ta sẽ có một chiêu thức như sau là tôi sẽ làm cái ảnh này chìm vào nền bằng cách như thế nào thì ở đây nó sẽ có cái biểu tượng. Hôm nay chúng ta làm quen cái giá trị đó là mặt nạ, các bạn nhìn cái này chỗ này chưa? Đây mặt nạ đấy. Hôm nay chỉ học một chiêu thôi, đó là chọn ảnh, chọn về mặt nạ, Add Layer Mask. Các bạn nhìn này chưa? Khi bạn tích vào đây thì bạn sẽ tích một cái thì bạn sẽ có mặt nạ gọi là mặt nạ trắng. Các bạn nhìn mặt nạ trắng chưa? Bạn nhìn mặt nạ trắng chưa? Còn nếu mà bạn muốn làm mặt nạ đen thì bạn giữ phím An, bạn tích vào đây thì nào gọi là mặt nạ đen. Vậy thì trắng là tượng trưng cho việc là nhìn được toàn bộ là hình. Các bạn nhìn này, tôi tích vào đây thì các bạn có nhìn thấy toàn bộ hình ảnh không? Đúng chưa? Bên Illustrator thì nó cũng có mặt nạ đen và mặt nạ trắng nhưng nó lại hơi khác một tí là cái việc mà hiển thị màu trắng màu đen lại không giống như là Photoshop. Cái này là đúng nguyên bản là mặt nạ trắng dùng với bút đen, mặt nạ đen dùng với bút trắng. Ví dụ mặt nạ trắng em muốn mà mất hình đi thì em dùng với bút đen, vẽ đâu thì sẽ mất hình lên đấy. Còn đối với mặt nạ đen thì dùng với bút trắng này, em muốn hiện hình đến đâu thì em lại dùng với bút ngược lại như vậy đấy. Bạn hiểu cái này chưa đã? Ctrl Z lại, các bạn nhìn này, tôi giữ phím An tôi tích vào đây thì có phải trở thành mặt nạ gì? Đen, ok. Vậy bây giờ tôi tích vào đây là mặt nạ trắng, tôi muốn biến thành mặt nạ đen bằng cách nào? Thì người ta sẽ có lệnh là Invert chính là công cụ Ctrl Y ngắn, các bạn nhìn cái Y ngắn chưa? Thì nó trở thành mặt nạ gì? Đen. Ctrl Y ngắn lại mặt nạ gì? Trắng. Ok. Vậy hiểu cái này chưa đã? Nào, sau khi các bạn hiểu rồi bây giờ tôi sẽ quay trở về với cái bài toán của tôi một chút xíu là tôi muốn làm cho cái ảnh này chìm vào nền. Bởi vì như bài trước thì tôi đã dạy cho các bạn là cách làm cho ảnh chìm vào nền để là chúng ta tạo ra một cái thiết kế về banner. Ví dụ chỗ này có thể là một cái ảnh du lịch. Đúng không ạ? Ví dụ cái này có thể là thiết bị vệ sinh. Ok. Ví dụ cái này có thể là món ăn. Ví dụ cái này có thể là mỹ phẩm. Ví dụ cái này có thể là túi sách. Thì cách người thiết kế thì người ta không cần như thế nào. Có nhiều người bảo ui em học xong pen em phải đồ em phải cắt làm sao ra đẹp nữa. Ông đấy là ông thiết kế cực kỳ máy móc, bởi vì trong một số trường hợp mà cần nhanh thì tôi sẽ chơi trò là tôi deck cắt, tôi chỉ cho nó êm một nền thôi chứ ngu gì mà đi cắt, đúng không ạ? Cắt lâu như gì mình, trừ trường hợp có thằng nó cắt sẵn cho mình rồi, ok ta dùng cái đấy thích hơn, ổn hơn, đúng không ạ? Nhưng chẳng có thằng nào cắt cho mình, vậy thì người ta cần nhanh chỉ trong 10 phút thôi, thì tôi sẽ dùng chiêu đó là chiêu này làm chìm vào nền. Mà chìm vào nền này bằng cách nào thì tôi ấn vào đây, các bạn nhìn này chưa, tôi có giải thích rồi. Màu đen tượng trưng cho việc gì? Không nhìn thấy. Màu trắng tượng trưng cho việc nhìn thấy. Vậy nếu tôi dùng một cái biểu tượng đó là gradient, gradient của tôi là đen và trắng, thì có phải nếu tôi kéo từ trái có phải, nhưng tôi kéo trong mặt nạ, các bạn nhìn lên biểu tượng tôi đang chọn mặt nạ chưa, thì các bạn lưu ý một tí, nếu tôi tích vào đây mà tôi kéo như này để vứt đi, bạn thấy là đen xì không? Hiểu cái này chưa? Bởi vì bạn đang dùng bên ngoài, còn đây là tôi dùng bên trong, người ta gọi là mặt nạ, tôi dùng bên trong. Mọi người hiểu cái này chưa? Nên mọi người lưu ý là nhiều lúc kéo không thành công, bởi vì làm sao? Mọi người nên kiểm tra lại là ôi mình đang dùng bên trong bên ngoài đây, thì như vậy thì chúng ta học mới kỹ được nha. Các bạn đừng bao giờ xem thường cái này, bởi vì có nhiều người, quá nhiều người nhầm cái này, hiểu chưa? Và tất nhiên tôi sẽ dùng cái giá trị đó là từ trái qua phải, các bạn nhìn từ trái qua phải chưa? Là chúng ta thử kéo nha, từ này tôi kéo đây, thì các bạn có thể nhìn thấy ảnh tôi chìm lên chưa? Đó, đơn giản thế thôi. Và bên này tôi đặt một cái chữ, thế là tôi đã làm xong cái sản phẩm thiết kế của cái banner. Cứ đâu có xấu đâu ạ, chữ tôi đặt đẹp mà. Chữ muốn đẹp thì chúng ta chỉ cần lên trên mạng và chúng ta search theo cái đúng lĩnh vực của cái ngành nghề đấy, và chúng ta cũng bắt chước lại cái mẫu người ta thiết kế như nào. Thì ít nhất giai đoạn đầu tôi chưa làm được đẹp, nhưng tôi làm giống. Làm giống thì người ta được 10, tôi được 8. Ok, đúng chưa? Nhưng tôi làm 10 năm, tôi làm 1 năm sau thì chắc chắn chưa chắc ai đã ăn ai, bởi vì chăm hay không bằng tay quen mà, đúng không? Các bạn hiểu cái này chưa? Cái này nó phải được tôi luyện một cách thường xuyên và lâu dài. Cái thẩm mỹ của bạn, bạn luyện càng ngày thì bạn sẽ càng tốt. Ví dụ nhá, tại vì cái phong cách dạy của nước ngoài đấy, người ta sẽ cho bạn như này, người ta không phải là dành cho việc là các bạn phải nghiền màu, bạn tô màu như này xong thôi nhá, mà người ta phải như này, cầm bút ngoáy màu ra, thì màu tông màu lạnh nóng như nào đó bạn chỉ việc tô nên các màu đều đứng gần nhau thì nó sẽ được đứng, nó sẽ tốt. Và bạn ngày nào cũng phải một bài như thế, thì cái thẩm mỹ của bạn luyện hàng ngày thì cái việc nhìn màu bạn rất là tốt. Bạn nhìn màu nóng thì bạn sẽ dành cho những việc sản phẩm nào, lạnh thì dành cho sản phẩm nào, được chưa? Vậy thì các bạn nhìn này, có phải bên màu đen này, có phải chỗ này không? Các bạn nhìn đen chưa? Nó tượng trưng cho việc gì? Mất hình. Bên này là màu trắng, các bạn có nhìn chỗ này không ạ? Nó tượng trưng cho việc còn hình, đúng không ạ? Vậy nếu tôi dùng phím G, tôi kéo lại là tôi sẽ đặt đây là tâm màu sáng. Các bạn nhìn chỗ này sáng này, và bên này là đậm này. Các bạn nhìn đậm chỗ này chưa? Thì có phải là chỗ này là sáng nhất không ạ? Nếu bạn kéo ở đây thì các bạn cái hình này tôi giữ nguyên không? Còn nếu mà bạn cầm đây, bạn kéo từ đến đây thì các bạn có thấy rằng là chỗ này là màu sáng để giữ hình, màu giữa là màu ghi là tượng trưng cho giữa mất và còn, đúng không ạ? Và bên này là màu đen, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy là chỗ này nó bị mờ hình. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Nên chính vì vậy người ta bao giờ muốn rõ thì người ta sẽ đặt vào vị trí cần rõ đấy và kéo đến đâu thôi. Ok, hiểu cái phần gradient chưa? Nhưng ở trong phần gradient thì người ta cũng dùng một cái nguyên tắc như sau là không bao giờ vượt quá thì cái giá trị đó là mép của ảnh. Bởi vì khi vượt qua giá trị mép của cái ảnh thì các bạn nhìn đây là màu trắng, đúng không ạ? Được tượng trưng cho việc giữ lại hình. Chỗ này giữa thì tượng trưng cho việc giữa mất và còn, bởi vì nó là màu gì? Ghi. Các bạn hiểu cái chưa? Còn bên này là màu đen là tượng trưng cho giữa mất hình, đúng không ạ? Vậy thì khi tích vào đây thì các bạn có thấy là mép của ảnh nó sẽ bị sao? Mép của ảnh có phải là ở khu vực giữa không ạ? Là màu ghi không ạ? Thì nó chỉ mờ đi thôi chứ nó không biến mất về hình. Nên thường thường người ta chỉ kéo từ mép ảnh đổ lại thôi là chính xác, là chuẩn nhất. Ok, tôi giải thích gradient như vậy là để cho các bạn kỹ, để cho các bạn làm cho chuẩn thôi. Xong chưa? Hiểu cái này chưa? Và tất nhiên là giống như bài hôm trước thì chúng ta cũng không cần phải làm gì quá kinh khủng đâu. Các bạn chỉ cần chuột phải và lên trên mạng search cho tôi một cái background giống như hôm nọ đấy. Các bạn chỉ việc lại tạo ra mặt nạ và kéo từ trên xuống dưới là chúng ta đã có được cái điều mà chúng ta muốn rồi. Quá nhanh cho cái việc này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nào các bạn bây giờ chọn vào cái đấy. Nên là khi trong thiết kế về Photoshop người ta rất là lạm dụng về mặt nạ với gradient, đó là cho ảnh chìm vào nền hay là đổ bóng cho đối tượng. Có hiểu cái này không đã? Nào chúng ta chọn vào Google, và tất nhiên sau khi chọn vào Google thì các bạn nên chọn cho tôi một cái giá trị về gì ạ? Đây, background. Nên tôi đã nói rồi, trong Inut và Photoshop nó có bài đó là bài gradient, nó chính là sự giao thoa, và đấy là một trong những bài cực kỳ quan trọng nên chúng ta không bao giờ được quên, bởi vì nó đánh dấu giá trị là giá trị gì. Photoshop ở ngưỡng là làm được và không làm được nó chính là gradient đấy, bởi vì pen ai biết cắt đúng không ạ, tạo nền đúng không ạ, bây giờ còn mỗi chữ, đúng chưa? Vậy chúng ta chỉ cần học đến chữ là chúng ta biết thiết kế rồi, xong rồi đấy. Câu chuyện chúng ta là bây giờ còn muốn nhuyễn hay không, muốn kinh khủng hay không thì chúng ta học đến brush. Nên nó sẽ phân biệt rồi cái giá trị là gradient, đó chính là giá trị mà Photoshop cơ bản. Còn giá trị brush thì nó liên quan đến Photoshop nâng cao là về sau. Các bạn hiểu ngay chưa? Nên ở đấy là cái ngưỡng mà các bạn phải cần có nhá. Nào, xong chưa? Thì ở đây các bạn nhìn này, ở đây nó có rất nhiều màu, các bạn có thể chọn bất cứ một màu gì bạn thích. Bạn nhìn này chưa? Chuột phải chọn đâu? Sao chép gì? Hình ảnh. Chúng ta chỉ việc làm sao? Sang bên này Ctrl V. Các bạn có thấy là ở đây chưa? Lúc này rất là đơn giản, tôi cho xuống dưới một lớp thì các bạn có thấy là cái nền nó nhảy chưa? Đúng không? Thì xuống dưới thì ông này nó chìm vào nền từ trái qua phải, có thấy nữa. Thì ông này chui xuống dưới, ông này này, em nhìn đây. Nhìn này không? Kéo ra thì nhìn thấy không? Nhưng kéo vào thì nó sẽ bị ông này che mất, nó êm mà, đúng không? Thì các bạn nhìn này, tôi muốn là êm từ trên xuống dưới thì tôi lại tạo ra mặt nạ cho đối tượng. Tôi lại dùng gradient đen trắng kéo từ trên xuống dưới thì các bạn sẽ có được cái điều này, nhìn chưa? Kéo từ như này được không ạ? Bạn thấy chưa? Tôi có nền khác biệt và tất nhiên tôi đặt chữ vào đây, chuyện rất là dễ dàng. Xong chưa? Ok, hiểu cái này chưa đã? Và cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ xóa bỏ cái này đi, tôi không dùng cái này nữa, tôi sẽ dùng một chiều khác biệt. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhiều lúc khi chúng ta chọn một cái hình tròn, chúng ta vẽ qua chiêu này là chiêu gradient bên Photoshop này nhanh hơn là bên Inut nhiều nhá. Lập ra một layer mới, lập ra layer mới để làm gì ạ? Để chúng ta tạo ra một cái form gọi là form bố cục. Các bạn nhìn thấy form bố cục chưa? Tất nhiên tôi đã có giá trị thứ hai, tôi đã dùng công cụ M, tôi vẽ vào thứ hai và tôi giữ phím cách để tôi đẩy vào đây ạ. Các bạn nhìn này chưa? Và tất nhiên tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi lại đổ một cái màu thứ hai nữa là màu trắng. Thì các bạn nhìn thấy cái layer ở trên không ạ? Tôi kéo xuống dưới một tí ạ, và tôi đặt cho nó giá trị là 50%. Bạn được cái này chưa? Nhưng thường thường một giá trị như này nó chỉ bằng thôi, em nhìn thấy có bằng ạ, nó bằng về sắc độ này. Nhưng tôi sẽ dùng gradient, tôi kéo gradient đen trắng như này thì các bạn thấy là cái hình tôi trông rất là chuyên nghiệp. Một cái miếng vệt của tôi cũng phải có độ đậm nhạt khác nhau thì như vậy nó sẽ đẹp hơn, đúng không ạ? Và tất nhiên cái giá trị này bạn nhét ảnh vào cho tôi là chuyện đương nhiên để tạo ra bố cục thứ ba, đúng không ạ? Cũng tương tự như vậy thì người ta sẽ làm cái gì ạ? Người ta sẽ cắt ảnh, Ctrl O. Lúc này chúng ta sẽ chọn một sản phẩm như sau, là tôi chọn là bikini, phần này tôi cắt ảnh rồi sao ấy. Tôi sẽ chọn là file Photoshop. Đâu nhỉ? Kiếm ra cái PNG thì tốt. Hôm trước vừa cắt xong, không biết chạy đâu. Đây, ok các bạn. Nhìn này, chúng ta sẽ chọn vào cái túi sách đi. Trong phần túi sách thì các bạn sẽ có được cái này rồi. Các bạn có thể cắt được cái hình này một cách rất là dễ dàng, đúng không ạ? Nào, ở đây người ta sẽ dùng phím như sau, đó là Quick Selection Tool. Các bạn có thể chọn được cái này, đúng không ạ? Và bạn chọn bên trong thì nó sẽ được cái này thôi. Bạn nhìn này không ạ? Ok, chúng ta chọn ở đây. Pháo hoa quên mất, chọn cái này chưa? Đó, bạn nhìn chưa? Tôi sẽ chọn cái này rất là nhanh, tôi kéo đây. Đấy, thế tôi được cái túi rồi, đúng không ạ? Sau khi tôi chọn cái túi xong thì ở đây tôi có biểu tượng dấu trừ, tôi sẽ trừ cái bớt cái vùng này đi một tí xíu. Nhìn này chưa? Xong chưa? Sau khi đã làm xong thì tôi sẽ thấy cái chỗ này chưa đẹp lắm, tôi lại ấn dấu cộng. Tôi sẽ thích vào đây một tí, tôi thích vào đây một tí này, bạn thấy nó nem một tí không ạ? Lúc này tôi ấn vào Ctrl G thì có phải tôi đã có được cái túi và tôi đẩy sang đối tượng mà tôi muốn làm không? Ctrl T và chúng ta thấy là nó to quá, chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Nào, sau khi đã có một đối tượng xong thì bây giờ các bạn sẽ làm bóng đổ cho đối tượng này bằng lệnh là Ctrl G và Ctrl T. Ctrl Z là copy, Ctrl T là đúng chưa? Và chúng ta giữ Ctrl là chúng ta đẩy lên nhảy, chúng ta được cái này đúng không em? Đúng chưa? Và lúc này thay cho việc là chúng ta phải xóa thì chúng ta chỉ cần tạo ra một mặt nạ và chúng ta dùng phím G Gradient kéo nhảy thôi. Các bạn thấy chưa? Nó rất là nhanh đúng không? Và nó chủ động cho việc là kéo nhảy cho thật. Các bạn thấy chưa được lắm, ok vậy tôi kéo nhảy. Chưa được lắm tôi kéo nhảy được chưa? Thì cái việc đấy là cái việc mà chúng ta có thể tự điều chỉnh được một cách rất là dễ dàng với của Gradient. Các bạn hiểu cái Gradient này chưa? Xong chưa? Nào với cách Gradient như vậy thì chúng ta lại tiếp tục với giá trị là hiệu ứng của Gradient. Các bạn ghi đi hiệu ứng của Gradient. Tại sao lại hiệu ứng Gradient thì nó là chính là cái việc của ngẫu hướng về màu sắc. Ví dụ các bạn chọn vào thư viện ảnh, các bạn chọn vào cái biểu tượng hình cho tôi. Ví dụ như là một cái bikini B. Các bạn nhìn này chưa? Tất nhiên chúng ta có thể đẩy cô gái sang bên này rất là dễ dàng và chúng ta ấn vào Ctrl T, thu nhỏ lại một chút xíu nhá. Đấy, làm cho chìm vào hoa hoét thì rất là dễ dàng. Bây giờ với tạo ra mặt nạ là sau đó dùng gradient đen trắng thì chúng ta kéo nhảy thôi. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn thấy nó sẽ chìm vào nền đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy chưa? Sau khi đã chìm vào nền xong thì ở đây nó cũng có một cái chiêu thức như sau, đó là chúng ta chọn vào phím G và áp dụng trực tiếp tất cả giá trị là filter này cho nó. Các bạn nhìn thấy chưa? Có cũng là một chiêu này thôi nhưng chúng ta sẽ dùng toàn bộ filter này, giá trị filter gallery này cho toàn bộ là mặt nạ của cái ảnh đó. Nó giống như chương trình của Inlook thôi. Các bạn nhìn thấy chưa? Thì thực chất là hồi xưa tôi làm cái filter cho Inlook là tôi suy từ ông Photoshop ra chứ không phải tự nhiên nó có đâu ạ. Các bạn nhớ nhé. Nào các bạn nhìn này, filter gallery là áp dụng toàn bộ cái giá trị filter đó cho cái mặt nạ. Các bạn nhìn thấy mặt nạ chưa? Tôi chỉ cần chọn vào đâu ạ? Tôi chọn vào đây thì các bạn có thấy là cái cấp độ nó khác không ạ? Thì ở đây nó khác so với Inlook, là ở đây nó có một cái rất hay chỗ này này. Các bạn nhìn này, tôi tăng giá trị này lên nhá. Đây số 4 này các bạn tăng nhiều chưa? Thì khi tăng nhiều tôi ấn ok thì ngay tức tôi thấy là cái hình của tôi sẽ chuyển độ. Nó cũng đơn giản, nó vẫn là cái chiều này đúng không ạ? Nhưng nó chỉ cần áp dụng thêm một cái lệnh nữa là filter, chọn vào gallery đó. Filter gallery là áp dụng cái filter đấy, nhưng mà ở đây này các bạn nhìn này, kéo đây thì nó lại khác này, các bạn nhìn này không ạ? Nó tự tạo ra sự vo góc cho sản phẩm thì ấn ok nhảy nó. Hiểu này chưa đó? Rồi, vậy thì các bạn nhớ một điều rằng là đây là gradient từ trái qua phải. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Vậy bây giờ tôi dùng hình tròn ra, tôi kéo nhảy ra. Thì các bạn có thấy là nó cua tròn như này không ạ? Nhưng tôi muốn rằng cái mặt của cô gái này phải thật cực kỳ rõ cơ. Thì các bạn có đồng ý với tôi là màu trắng tượng trưng cho việc còn hình, màu đen cho tượng. Vậy tôi tích thêm một cái giá trị này nữa là màu gì? Màu trắng được không? Bạn nhìn màu trắng thôi chưa? Vậy có nghĩa là màu trắng nhiều thì tôi được quyền tôi kéo nhảy. Thì các bạn có thấy là cái màu trắng của cô gái nhiều chưa? Các bạn hiểu cái cách tôi làm chưa? Có nghĩa là bạn thêm màu trắng vào thì bạn nhìn được, bạn bớt màu đen đi thì bạn sẽ làm sao? Không nhìn được. Đấy là việc đơn giản này nhai này. Còn nếu không nữa bạn kéo nhảy đi thì nó lại trở về gì? Đây, kéo nhảy thì có phải là màu đen sẽ nhiều hơn không? Tôi đẩy màu đen sang nhảy thì bạn kéo muôn đời là mặt cô gái sẽ rất là mờ, hình tròn nó bị bé. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi ok, tôi sẽ bỏ cái này đi một chút xíu. Đây ạ. Thế hiểu về cái đen trắng này chưa em ơi? Nào tôi tích thêm cái màu này là màu trắng thì tôi đẩy vào đây. Tôi kéo rộng cô gái ra một chút xíu được không ạ? Nào các bạn nhìn lên cái này tôi kéo chưa? Thì bây giờ tôi cũng là một cái cảm giác mà vừa rồi tôi đã dùng. Tôi nói cho bạn biết là công thức thì giống nhau nhưng tại sao có người nhào bột lại tạo ra những sản phẩm khác nhau. Bởi vì ví dụ như anh Khánh làm một kiểu, em lại làm một kiểu. Ví dụ em nhìn này, đây là hình tròn nhé. Cũng là chiêu thức là áp dụng filter, đúng không ạ? Cho mặt nạ của cái ảnh là gradient. Nhưng anh Khánh dùng với bóng tròn, còn em dùng với bóng cái gì từ trái qua phải thì khác nhau nhé. Nên là công thức thì giống nhau nhưng người làm lại khác nhau và nó sẽ ra sản phẩm nào khác nhau, đúng không? Và lúc này chúng ta sẽ chọn là filter gallery thì ở đây nó sẽ có chiêu thức cho các bạn nhìn thấy không? Tôi sẽ bớt cái này đi một tí cho bạn là tôi ít hình thôi, tôi đẩy cái này lên này, nhìn không ạ? Rồi ok, các bạn nhìn này chưa? Số cạnh các bạn có thể tăng số cạnh hay ít cạnh nó bạn có thể là vẽ cái này đúng không ạ? Tuấn ok cho bạn xem, đây là một sản phẩm tôi trình bày ảnh nó có thể định nha. Hôm trước chúng ta tạo ra sự hoa mỹ cho chính cái ảnh đó. Tất nhiên bên này tôi vẫn là làm gì, tôi vẫn đặt chữ như bình thường, nhưng vấn đề là nó khác nhau. Cái này nó tự tạo ra những cái sản phẩm rất là tốt, được không ạ? Và cũng tương tự như vậy với bóng hình tròn ấy, người ta chọn là filter gallery thì ở trong đấy nó cũng không thiếu những cái dòng để cho các bạn chọn lựa. Ví dụ bạn chấm, đúng không? Tôi thích nhầy thì sao, đúng không? Nào tôi tăng cái giá trị này lên được không ạ? Tôi bớt giá trị này đi, tôi thu nhỏ cái giá trị này được không ạ? Tôi tăng giá trị này size to tí ạ, đúng không? Tôi ấn ok thì ngay tức cái đối tượng cô gái sẽ được nhảy, đúng không ạ? Mọi người hiểu cái này chưa đã? Và tất nhiên ở đây nó sẽ có một cái chiêu thức như sau là tại sao chỗ này nó bị cứng như này, đúng không ạ? Thì cũng chẳng cần, thì tôi chỉ đến đấy thôi, cái hình đúng chính xác là mặt nạ của tôi chỉ đến đấy thôi. Vậy bạn có cách nào mà làm cho đối tượng này nó bị mờ đi hay không? Thì người ta có thể là sử dụng trực tiếp từ cái bút mà đã có sẵn này, và cái bút đấy là màu gì? Màu gì nó mất hình? Ok, màu đen, đúng không ạ? Chúng ta cũng chưa học đấy, nhưng mà vấn đề là chúng ta hiểu mà là màu đen là mất hình, màu trắng là còn hình. Vậy thì tôi chắc chắn là phải dùng màu gì? Thế thôi. Cho to ra một chút xíu. Này các bạn nhìn đây nha. À, muốn vẽ đến đâu nó mờ đấy thì các bạn nhìn nó opacity chưa? Đúng không ạ? Có nghĩa là cái này nó hoạt động theo một cách là rất là linh hoạt, chứ không phải tự nhiên là cứ phải tôi bày ra là cái này opacity nó là độ mờ. Tại sao thế? Tại sao phải thuộc vẹt thế? Đúng không? Một đối tượng vẽ ra ba rộng có những giá trị như sau. Thứ nhất là độ đậm đè nhạt nó nằm ở đâu? Opacity. Thế thôi. Mình hiểu nguyên tắc mình làm quái thì chả được. Thậm chí học xong Photoshop bạn chỉ dùng trong 3 lệnh này, chứ phải dùng hết toàn bộ đấy nhá. Tôi cũng không muốn bạn dùng hết đâu, đúng không ạ? Cái người phô diễn được công nghệ chả quan trọng thì bằng cách này, cái người làm nhanh có đẹp không? Có thằng nó làm cực kỳ nhanh mà nó đẹp, ô lương nó vẫn cao. Còn ông làm nó đủ tỷ tỷ thứ nhưng mà lương vẫn thấp. Bởi vì sao? Ông không biết thế nào gọi là đẹp. Mà cái đẹp của ông thì ông cứ cảm nhận đó là cái đẹp của ông thôi, nhưng mà cái đẹp của ngày xã hội thì nó lại khác nhau, nên chúng ta phải đẹp theo mọi người, được không ạ? Ok, các bạn nhìn đi chưa? Thế là tôi làm được cái này thôi. Ctrl Z này. À, cũng tương tự như vậy thì người ta cũng có một cái chiêu thức như sau đó, người ta chọn là filter và trong đây nó cũng có quá nhiều những cái hiệu ứng cho em chọn lựa. Tôi sẽ chọn là filter gallery, ở trong đây cũng nào các bạn nhìn lên filter. Filter gallery. Nhìn các bạn. Text tool. Nào các bạn nhìn là ấn vào đây thì sao? Nó tạo xước. Thì vấn đề là mình tạo như nào để cho nó đẹp thôi, em nhìn đây nha. Vậy ấn vào đây thì các bạn có thấy nha, tôi cũng có một hiệu ứng thế. Hiểu cái này chưa đã? Thì mỗi một đối tượng đều có một hiệu ứng rất là đặc biệt, được chưa? Xong chưa? Có những người người ta không dùng chiêu đấy, người ta sẽ tạo ra một layer mới và người ta dùng một giá trị đó là gradient. Có thể là dùng màu gì? Màu trắng vẽ lên được không ạ? Là đổ một cái màu trắng nhá. Sau khi có màu trắng xong tôi mới tạo ra một cái mặt nạ và tôi dùng gradient. Nhưng gradient lúc này tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ kéo ở đây, tôi kéo như này đúng không ạ? Bạn nhìn thấy hình tròn tôi như này đúng không ạ? Thì sau này khi làm xong thì tôi được quyền dùng overlay giá trị này đúng không ạ? Sau khi overlay xong thì tôi bắt đầu mới chọn là filter và tôi bắt đầu chọn một cái hiệu ứng. Có nghĩa là cái này nhìn thấy chưa? Mọi người đang dùng hiệu ứng là đây chính là một cái màu trắng ở phía trên, nhưng nó chỉ được xuất hiện chỗ này thôi bởi vì nó dùng qua mặt nạ. Thực chất nó vẫn là một layer màu trắng như bình thường, nhưng lúc này tôi dùng cái giá trị là pixel dành cho nó vỡ hình ra để tôi muốn tạo ra background mà. Background tôi khác biệt mà. Tôi ấn vào đây. Thì các bạn nhìn thấy hình này chưa? Tôi tăng giá trị này nên là hình nó sẽ to hơn chút xíu. Nhìn đúng không ạ? Tôi ấn ok thì các bạn nhìn này, ở đây tôi sẽ có mày. Bạn thấy tôi tạo ra nền cho sản phẩm chưa? Mình không kiếm được thì mình tự tạo, được không ạ? Xong chưa? Ok. Có những người bảo là ơi em phải thích xem tỏa tính vàng cơ. Ok, vậy thì các bạn nhìn này, tôi cho bạn xem nhé. Nhìn thấy cái hình này chưa? Tôi có thể chọn là lập ra một layer mới, tôi dùng gradient gì ạ? Đen trắng. Đen trắng dùng chưa? Kéo từ trái qua phải nha, đúng không ạ? Tôi được quyền dùng filter, tôi chọn vào pixel và tôi chọn vào vỡ hình. Các bạn nhìn vỡ hình của tôi như này chưa? Đấy, thử nhá. Các bạn nhìn thấy vỡ hình chưa? Xong rồi đúng không ạ? Các bạn có thấy là tôi vẫn làm vỡ hình đúng không ạ? Sau đó tôi lại đập ra một layer mới và lúc này tôi dùng gradient theo kiểu xanh đỏ tím vàng đúng không ạ? Tôi kéo từ trái qua phải nhé đúng không ạ? Và lúc này tôi dùng short line cho các bạn xem. Đấy. Nó vẫn là thế mà, nó chả có cái gì kinh khủng cả ở đây cả. Đúng không ạ? Nhưng vấn đề là chúng ta đang hoạt động tất cả những giá trị là hiệu ứng cho đối tượng đấy để tạo ra một cái mới thôi. Chứ nó vẫn là dùng gradient. Nhìn thấy không ạ? Đúng chưa? À, khác chị em. Bởi vì nó sẽ tạo ra cái giá trị che và không che. Em nhìn này. Cái này nhá, tạo ra mặt nạ thì nó sẽ là giống như là em dùng cái bút trắng, bút đen đấy. Thế nha, nói là trắng thì là xuất hiện về gì? Hình, còn đen là mất hình. Còn nếu em tạo ra layer mới thì em không có gì. Em tạo ra một màu mới này, em nhìn thấy chưa? Màu đen này. Em có gì che nó đâu. Mà mục đích của mình là muốn là có những đoạn là xuất hiện và đoạn không xuất hiện. Thì người ta bắt buộc phải dùng cái giá trị đó là gì? Mặt nạ. Bởi vì sao? Nguyên tắc của Photoshop là cắt ghép giữa ảnh này và ảnh kia đưa lên nhau. Em có thấy là nền là background là một lớp. Nhưng đối tượng thứ hai tôi muốn lười thì có phải là tôi phải kéo một cái hình cô gái sang không ạ? Ví dụ cô gái này tôi kéo sang bên này đúng không ạ? Đúng chưa? Đây là layer thứ hai, giống như nhau, giống như em bảo tạo ra layer mới đấy. Thì em có thấy gì để che không ạ? Không gì để che cả. Làm nào bây giờ? Đây, nhìn chưa? Nhưng khi em tạo ra mặt nạ này thì lại có giá trị là tôi muốn là làm cho đoạn nào mờ đi và đoạn nào là hiện lên thì rất dễ, bởi vì là tôi sẽ dùng phím G và gradient đấy phải là đen trắng. Đen tượng trưng cho mất hình và trắng tượng trưng còn hình. Đây là giá trị là chỉ từ trái qua phải, từ trên xuống dưới và từ hình theo hình tròn thôi. Còn nếu mà sau khi bạn dùng đến brush thì nó lại được quyền là em thích chỗ nào là mờ đi hay là hiện lên, là bởi vì nó là bút, em thích tích vào đâu đấy là việc của em. Đấy thì em cầm em kéo nhà thì tự khắc nó sẽ đây. Rõ ràng nó vẫn là cái hình đấy đúng không ạ? Nhưng tôi chỉ thích là nhìn thấy cô gái, còn tất cả những này nó vẫn là tông nền của tôi, nhìn đâu. Và sau đó thì tôi sẽ dùng hiệu ứng cho nó là cái hiệu ứng này là hiệu ứng trên lớp màng của đối tượng đó, thì tôi sẽ chọn là filter và tôi chọn là pixel và tôi chọn ra đây. Thì đây là điểm hạt. Như này chưa? À, vậy thì làm nào để cái hạt này không vào mặt cô gái bây giờ thì có phải các bạn có đồng ý với tôi là màu trắng tượng trưng còn hình không? Tôi tích vào đây một cái tôi sẽ chọn là màu gì? Màu trắng. Tôi chỉ việc làm sao kéo lại một tí là xong. Câu chuyện nó chỉ đến đây thôi. Như này chưa? Và sau đó thì tôi sẽ chọn là filter, tôi chọn là pixel và tôi chọn làm lại thì các bạn nhìn này. Hiểu cái này chưa ta? Hiệu ứng nhé. Thì từng đây hiệu ứng là đầy đủ dùng cho các bạn là làm ra các loại về hình ảnh rồi đấy. Nhưng nó chỉ có một nguyên tắc là dùng cho mặt nạ. Màu đen là mất hình, màu trắng là còn hình. À, cũng tương tự như vậy thì làm sao? Đấy thì cái bài này tôi đã làm cho các bạn xem, đó là về cái điện thoại rồi. Các bạn còn nhớ cái điện thoại đúng không ạ? À, thư viện ảnh chọn vào new folder, chọn vào kỹ thuật số và tất nhiên là chọn vào cái điện thoại rồi. Tôi sẽ kiếm một cái điện thoại như bình thường. Cái ông này dùng cái là rất là thích, bởi vì là ông ấy được quyền là cắt cái sản phẩm ra mà nó không bị nặng. Nhìn không ạ? Cắt sản phẩm ra không bị nặng. Bởi vì sao? Bởi vì cái ông mà bên Inut này cho chui vào nhưng nó vẫn là to đùng mà, đúng không? Như ông này thì ông được quyền là cắt là P này, tôi cắt trước khi đưa vào đúng không? Giữ ship tôi tích vào đây đúng không? Tôi tích cái đường cong đúng không? Và đường giữ này tôi giữ ship này, các bạn nhìn này, tôi giữ ship tôi sẽ cắt nhảy nó rất là chuẩn. Rồi, tích vào đây một điểm, giữ phím an kéo lên đây, nên là bài pen của các bạn phải làm cực kỳ kỹ là vì thế. Đấy. Và hôm trước là các bạn mà cắt được nhiều hình, nhiều bạn đến lúc này thì có phải anh Khánh chỉ việc làm sao nôi ra và làm sản phẩm không ạ? Đâu cần phải làm nhiều đâu. Đấy, mình làm như này là chuẩn rồi. Kéo xuống dưới một tí nữa này, nhìn thấy chưa? Ok, tích vào đây một chút xíu, giữ ship này chắc chắn chuẩn rồi. Kéo lên đây xong rồi. Đấy, lên đây cắt ẩu này, để lên trên chút xíu. Ctrl Enter. Ctrl gì? Có phải là có được cái hình ảnh này chưa? Đúng cho em. Sau đó chỉ việc làm sao đưa cho sang sản phẩm thôi. Đây. Các bạn nhìn thấy sản phẩm chưa? Và Ctrl Ctrl T để thu nhỏ cái hình ảnh lại. Thì các bạn có công nhận với tôi đây là một cái sản phẩm của các bạn làm đúng không ạ? Đúng chưa? Tôi làm giống hệt như Inut cho các bạn xem là tôi có một sản phẩm, tôi được quyền là có mấy sản phẩm ạ? Có 2 sản phẩm bằng lệnh gì ạ? Ctrl gì? Thì có 2 sản phẩm chưa? 2 sản phẩm xong rồi thì làm sao? Ctrl T và thu nhỏ cái này xuống dưới thì các bạn có thấy là nó sẽ được cái này không ạ? Và nguyên tắc bóng đổ của đối tượng này bao giờ cũng cách xa bằng 1 pixel, nên tôi sẽ dùng phím để tôi đặt xuống dưới 1 pixel, ấn xuống dưới một cái thôi nhá, chứ đừng để sát có không giống đâu, để cách 1 pixel. Và cái này tôi được quyền làm sao? Làm chìm từ em xuống dưới thì có phải làm mặt nạ không ạ? Mặt nạ này, và cái mặt nạ này là mặt nạ trắng nên là dùng với bút màu đen, nhưng lúc này tôi đang dùng với gradient, bởi vì hôm nay tôi dạy cho bạn gradient đen trắng. Ok, tôi sẽ chọn là gradient đen trắng. Màu đen tượng trưng việc còn hình, trắng mất trắng giữ hình, đen mất hình. Tôi kéo trên xuống dưới này, bạn nhìn chưa? Như hình này đang là bóng gì, tôi chọn này mới chuẩn này, nhìn chưa? Kéo từ trên này, kéo xuống đây này, các bạn nhìn thấy mờ chưa? Bóng mờ chưa? Hết được cái này rồi đúng không ạ? Hôm trước chúng ta phải ngồi nhúng quét qua xong rồi về ship F6 đường xóa, gọi là cứ gọi là mỏi tay thì mới được cái này đúng không? Còn với chiêu này tôi làm, nói thật bạn, tôi làm trong tích tắc, nên làm ra những cái banner mà tôi đã soạn tất cả những này thì làm cực kỳ nhanh. Photoshop lại được quyền là chỉnh màu sắc cho nó đẹp nên đậm lên, nhưng Inus có chỉnh được không? Nên có những cái thứ là làm được và có những thứ không làm được. Nhưng tại sao Inus lại vẫn làm được? Bởi vì nó để ở dạng đường link. Các bạn biết quản lý đường link không? Nên khi tôi chỉnh sang Photoshop nét thì bên Inus cũng nét theo. Đấy là giá trị tôi làm được cả hai chương trình là vì thế đấy. Nào, sau khi đã làm xong cái này thì các bạn có được quyền là tôi chọn đối tượng 1, tôi giữ shift, tôi chọn đối tượng 2, tôi có hai cái chưa? Tôi giữ phím an, tôi làm sao? An là gì ạ? Là copy, tôi kéo sang bên tay phải, tôi có được hai cái chưa? Và tôi được quyền là Ctrl T, tôi thu nhỏ luôn. Được không ạ? Đấy chưa? Tôi đọc nhai đúng không ạ? Và đã xe thì phải là nhỏ và nó phải làm sao ạ? M thì tôi ấn số 5. Nó có làm gì đâu, số 5 opacity bằng 50 mà, đúng không ạ? Thế tôi có được cái này. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, sau khi làm xong tôi tiếp tục với giá trị là tôi có một cái nền. Các bạn nhìn cái nền chưa? Nền này rất là đơn giản, từ đây là nền đấy. Tôi ấn vào Ctrl G lần thứ hai, tôi có hai cái nền. Tôi kéo Ctrl T, tôi kéo từ trên xuống dưới thì tôi có được cái nền số 3, bởi vì tôi tạo ra giá trị phân cách giữa nền 1 và nền 2. Được không ạ? Ok, hiểu cái này chưa đã? Thì Ctrl G thì có hai cái mà, chỉ có anh kéo bẹt xuống thôi. Còn nếu bạn không thích thì ok, khóa nền lại bằng lệnh gì ạ? Còn nhớ này không ạ? Tôi đổ một cái màu đó là màu trắng, các bạn nhìn thấy màu trắng kìa. Thì chắc là các bạn hiểu màu trắng không ạ? Tôi dùng overlay được không ạ? Thì các bạn thấy nó tươi màu chưa? Đúng chưa? Đấy, tươi màu đấy. Bạn thích nó cong không ạ? Bạn thích nó cong ạ? Bằng lệnh gì ạ? Thì ở đây là người ta có lệnh là Ctrl T, thì trong đấy nó có một lệnh là quá. Các bạn chỉ cần cầm đối tượng, các bạn đẩy lên trên này, các bạn đẩy lên trên này. Đó rồi đấy. Thế bạn thấy nó cong chưa? Còn nếu muốn thẳng thì ok, tôi cũng thích thẳng. Bây giờ tôi muốn chìm êm vào nền, được không ạ? Chìm êm vào nền thì tôi sẽ lại tạo mặt nạ cho chính ông này đúng không ạ? Lại dùng gradient đen trắng, tôi kéo từ trái ra phải, bạn thấy nó chỉ vào nền chưa? Ok, tôi đã kéo như này được không ạ? Rồi, xong chưa? Sau khi làm xong tôi thoát ra ngoài thì tôi thấy là chỗ này vẫn hơi sáng, tôi được quyền là chọn cho nó giá trị là 60%. Đấy, trầm như này thôi. Thế là được cái background cho điện thoại rồi. Hiểu cái này không ạ? Xong chưa? Rồi, sau khi hiểu xong thì các bạn nhìn lên trên mạng, giống như vừa rồi tôi bảo search background thì các bạn nhìn thấy hình tròn, chấm tròn như vậy. Đúng chưa? Hoặc là các bạn nhớ một điều rằng là tôi sẽ chọn một cái biểu tượng giải pháp như sau, đó là cái gì ạ? Đâu nhỉ, quên mất. Ctrl O. Tôi sẽ chọn vào new folder, tôi chọn vào gì nhỉ? Đây. Thư viện ảnh. Tôi chọn vào text. Hôm nọ vừa kiếm xong mà chạy đâu rồi? Background. Đây, các bạn nhìn này chưa? Thì các bạn có thấy là cái này thích không? Là các bạn có thấy cái này thích không? Thì các bạn có thấy là đây là giá trị màu đen và đây là giá trị màu trắng ạ? Nếu chỉ có đen trắng không ạ? Nào, Ctrl A. Xong chưa? Vừa rồi tôi có làm cho các bạn ánh nắng không rõ đúng không? Bằng cái gradient đúng không? Nhưng mà có những cái thằng nó làm sẵn như này rồi này. Ctrl C, Ctrl W. Thì các bạn ấn vào Ctrl V thì các bạn có thấy đây là màu đen đó. Ctrl T tôi được quyền kéo từ trái qua phải đúng không ạ? Thì tôi hỏi cho bạn một chiêu thức thôi, đó là gì? Cái giá trị hòa trộn tôi đã dạy cho các bạn đó là gì? Ở đây người ta gọi là nọc gì ạ? Nọc gì ạ? Nọc sáng. Vậy thì ngược lại thì ở đây tôi có phải là từ đây xuống đây thì có phải là nọc gì? Vậy tôi được quyền ấn vào đây được không em? Nighten là ánh sáng này, làm sáng này. Darken là tối này. Các bạn nhìn chưa? Ấn vào đây cái. Các bạn nhìn đây tối chưa? Thì lúc này tôi sẽ dùng chế độ đó là đấy. Mất cái màu đen chưa? Mất màu đen chưa? Nhưng đoạn dưới các bạn có thấy nó bị nấn xuống tận dưới không ạ? Tôi được quyền mặt nạ. Tôi lại dùng gradient đen trắng, tôi kéo từ trên xuống dưới được không ạ? Bạn thấy tôi làm được nhanh không ạ? Ok, đợi xóa đi, tôi không thích dùng cái nền này nữa. Ctrl O. Nên là các bạn nhớ một điều rằng người ta phải đi kiếm những cái sản phẩm như này này. Tôi cho bạn xem. Cái này quá quan trọng cho cái việc mà các bạn làm sau này trang trí cho ảnh cưới cái thứ này. Các bạn dùng chiều này cực kỳ hay luôn. Đây tôi cho bạn xem. Đây tôi bỏ vào. Nhớ nhá, Ctrl O. Các bạn có nhìn thấy cái tuyết này không ạ? Đấy, ấn ok. Nhiều ạ. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl W, Ctrl V. Các bạn thấy nó che phủ trên đây chưa? Thu nhỏ được không ạ? Đây là chỉ có nền là đen và cái màu nó đậm vào cái bóng này thôi. Xong chưa em? Lúc này các bạn chỉ cần dùng hòa trộn cho tôi đó là cái này thôi. Đúng chưa? Ok, không dùng thì không thích dùng cái đấy thì lại dùng cái khác, bởi vì làm sao? Chúng ta có thể tạo tuyết bằng Ctrl O. Trong đây anh Khánh đã tìm rất là nhiều loại, ví dụ tuyết rơi. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl W, Ctrl V. Như này mà. Hòa trộn bằng. Không cần phải làm đâu. Vấn đề này em có đi kiếm không thôi. Đúng không? Ok, bỏ qua. Cũng tương tự như vậy. Vậy thì các bạn có thấy rằng là tôi có cần cái này bên này không ạ? Ctrl O. Các bạn có tôi có cần cái này không em? Lại Ctrl A, Ctrl C, Ctrl W. Vậy thì các bạn phải đi kiếm những cái phần texture đấy. Chỉ màu đen và màu trắng thôi. Bởi vì cái chế độ hòa trộn các bạn thấy quan trọng chưa? Đôi lúc nó khiến cho chúng ta đếch là background đấy đâu ra bây giờ. Đúng rồi, chỉ có một thứ là Ctrl V. Các bạn thấy này rồi đúng không ạ? Đúng chưa? Tôi được quyền hòa trộn là gì? Đây đúng không? Hồi xưa tôi phải vẽ bóng đúng không ạ? Ok, vậy thì bạn nếu ngược lại thì sao? Nọc đen hay nọc trắng thì nó đều là chiêu thức này thôi. Bạn hiểu cái này chưa? Đấy, bạn thu nhỏ lại cho tôi nhìn em ạ. Cầm này kéo đây đúng không ạ? Đấy, như hôm trước chúng ta phải học tạo phần nền đây. Đây sản phẩm chưa? Và đặt chữ cái này là xong đúng không ạ? Đặt túi được không ạ? Ok, không thích nữa thì đây, Ctrl O. Tôi đi kiếm quá nhiều những cái sản phẩm như này. Rồi. Đi kiếm về thôi mà. Anh đi kiếm trên mạng mà. Như cái này sao? Texture, nhìn này chưa? Nhìn này chưa? Ctrl A, Ctrl C, Ctrl W, sang đây Ctrl V. Thì các bạn có thấy là ở đây nó sáng quắc này không ạ? Cho nên trên tất cả đi. Thì các bạn có thấy đèn nọc đen thì có phải là ông này không ạ? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Làm cho kim loại được không? Làm cho game được không? Nên có nhiều thằng nó phải đi kiếm rất là nhiều thể loại bút như này này. Không cần bút mà tôi dùng luôn cái này thì các bạn có thấy là rất là sáng ạ. Làm cho laptop, máy tính này chắc chắn đứt đấy. Làm ô tô cũng được mà. Nên là thường thường là phải đi kiếm những cái như thế này, này. Rất là đơn giản. Em nhìn thấy màu đen chưa? Chả có gì kinh khủng đúng không ạ? Đấy, tôi hôm nọ tôi phải đi kiếm những cái này. Bạn thích kính vỡ này không ạ? Ctrl A, Ctrl C. Bởi vì là cái chương trình giảm giá thì bạn có thể cho vào phát là giảm giá 50%. Bạn đặt một phát vào như kính vỡ luôn. Nhưng lại rất là ấn tượng, nó được ngay. Đúng không? Chứ không phải tự nhiên tôi kiếm vô cớ đâu. Nhìn đây chưa? Đúng chưa? Chọn vào giá trị hòa trộn là. Trời ơi, chuẩn chưa? Đặt bao nhiêu phần trăm đấy là việc của tôi. Bạn có thấy giống kính thật không? Đúng không? Giống kính thật chưa? Cứ cái nào, mình vẫn là cái chiêu gradient đấy thôi. Vẫn là cái chế độ hòa trộn đấy thôi. Nhưng mình biết rằng là mình chọn cái gì để mình làm thì nó mới nhanh được. Đúng chưa em? Vậy thì hiểu cái gradient nó có tính năng làm chìm vào nền chưa? Hiểu này chưa? Đấy là vừa rồi tôi định tạo nền đằng sau này. Một là bạn kiếm trên mạng. Hai là bạn có tư liệu. Đây tư liệu của anh Khánh này chỉ có từng đây thôi. Đấy có những người ta tạo đây. Này, ok. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl W, Ctrl V. Tôi sẽ tạo đúng cái vị trí này. Các bạn nhìn thấy cái mép mà chạy dài của nó chưa? Tôi dùng cái này đúng không ạ? Cho xuống dưới một lớp được không ạ? Chuẩn chưa? Có đủ sáng chưa? 50%. Hơi bị đục đúng không? Nhìn thấy bị đục màu chưa? Vậy thì cái này phải là fin. Đúng chưa? Thu thấy chuẩn chưa? Cái này nha, tôi nói cho các bạn biết nha. Vẫn là hòa trộn cái screen đúng không? Nhưng nếu bạn giảm opacity thì các bạn sẽ thấy bị làm sao ạ? Màu nó bị đục màu chưa? Vậy thì opacity nó sẽ khiến cho bạn là làm gì? Fin sẽ làm cho bạn là trong màu. Các bạn nhìn màu trong kìa. Vậy thì người ta có thể làm quảng cáo điện thoại được như này không? Cái đồ mà ví dụ đồ như của anh Trung ấy là phải lóe sáng nhiều thì anh phải đi kiếm sao nhiều, anh tích vào cho nó oách lên, giảm giá bao nhiêu phần trăm đấy là cái việc lấy việc của anh, bố cục là của anh chứ không phải của ai cả. Nhưng Gradient nó làm được những cái chiêu thức như thế. Nhưng đến lên nền thì chúng ta phải nhớ là chúng ta phải làm cái này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ctrl nó hôm nọ tôi phải đi kiếm được một đống tích chờ này về đấy ạ. Nhìn chưa? Ctrl A rất đẹp. Ctrl V đây, Ctrl T thu nhỏ. Có những cái texture rất là đẹp luôn, làm quảng cáo sản phẩm mà người ta nạ. Làm gì có loại này. Đây, nọc đây. Còn cái việc mà cho nó chìm từ trên xuống dưới thì có đâu khó đâu em. Nhìn thấy không? Chìm từ trên xuống, đây có phải là em ấn vào đây không ạ? Và dùng cái gradient em kéo nhảy đúng không ạ? Em muốn cái này nó có nhiều màu xanh đỏ tím vàng thì cũng rất là đơn giản thôi. Mà trộn cho nó phía trên nữa là xong thôi. Nhưng cái giá trị mà anh em làm ra nó được cái này, được không? Tất nhiên nó có những cái hợp và nó có những cái không hợp. Nhưng gradient là làm được những cái như vừa rồi. Ok, mọi người hiểu cái cách chìm vào nền chưa? Vậy thì với bài gradient ở bước 1 như này, các bạn phải làm cho tôi tất cả các sản phẩm từ bài pen các bạn cắt ra được áp dụng với nền, là phải được áp dụng từ, một là lấy trên mạng, hai là tự tạo ra bằng cái texture đấy, được không ạ? Và text thì bạn nên đặt vào cho tôi để hoàn thiện cho toàn bộ cái bộ sản phẩm liên quan đến banner, được không ạ? Và các bạn trước tôi đã copy cho các bạn là về cái phần banner để bạn có thể copy lại rồi chép lại hay như nào đó, nhưng tôi cần nhiều sản phẩm lúc chứ tôi không cần một sản phẩm nhé. Vậy thì sau khi mà làm đến đây thì bạn biết rằng cái việc mà làm rất là dễ, bạn thích cho vào đâu được vào đấy, hiểu cái này chưa đã? Và các bạn biết là cái phần hòa trộn nó cứ rất là quan trọng, nên bạn nhớ cho tôi là cái vùng làm sáng, vùng làm tối, cùng làm tươi màu. Đấy là những cái mà cực kỳ cơ bản. Và làm như vậy để tôi đủ để làm được ra sản phẩm rồi. Đúng chưa? Tôi cần gì cao siêu quá đâu. Nào các bạn hiểu cái này chưa? Rồi chúng ta dừng lại bài này ở đây một tí nhá.